Kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với kênh Tin Mới. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện nóng và đáng chú ý nào? Tình hình chính trị xã hội trong nước và quốc tế có gì đặc biệt? Hãy cùng đón xem với chúng tôi ngay sau đây. Kính thưa quý vị, vào mùa hè năm nay, lưu vực sông Hoài Hà phải đối mặt với trận lũ hiếm gặp trong lịch sử, chỉ đứng sau trận lụt năm 1954. Nhiều thành phố và khu vực lớn đã hứng chịu những trận mưa xối xả hiếm gặp và thảm họa nghiêm trọng đã xảy ra. Đây là trận lũ trên toàn lưu vực chỉ đứng sau trận năm 1954 kể từ khi thành lập Trung Quốc, và cường độ của trận lũ còn vượt xa trận lũ lịch sử năm 1991 và 2003. Trong một thời gian, sông Hoài Hà lại một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý của xã hội và tâm điểm của giới truyền thông. Năm nay, lưu vực sông Hoài Hà đã bước vào mùa lũ chính. Từ gần một tháng nay, lưu vực sông Hoài Hà liên tục có mưa lớn, tổng lượng mưa phổ biến từ 200-400mm, trong đó ở Nam Hà Nam, Trung và Bắc An Huy, Trung và Tây Giang Tô, lượng mưa là 400-600mm, lượng mưa thường cao hơn bình thường từ 50% đến 2 lần trong cùng kỳ. Và Tương Dương, Hà Nam, lượng mưa lớn gấp 3 lần. Lượng mưa trung bình ở lưu vực sông Hoài Hà đạt 465,6mm, vượt quá cùng kỳ năm 2003 và năm 1991, chỉ thấp hơn năm 1954 và cao thứ hai trong cùng kỳ kể từ năm 1953. Do cường độ cao và thời gian mưa kéo dài, sông Hoài Hà đã trải qua một trận lũ trên toàn lưu vực sau khi thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, chỉ đứng sau trận đó vào năm 1954. Vương Gia Bá có 4 đỉnh lũ vượt quá thời gian cảnh báo với tổng cộng 26 ngày và 10 vùng lũ lụt. Bị ảnh hưởng bởi mưa lớn và lũ lụt, hơn 26 triệu người ở An Huy, Giang Tô, Hà Nam và các tỉnh khác bị ảnh hưởng bởi thiên tai, hơn 30 người chết và hơn 1,1 triệu người phải di dời và tái định cư khẩn cấp. Hơn 2 triệu hecta diện tích mùa màng bị ảnh hưởng, trong đó hơn 600.000 hecta bị tàn phá, thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới hơn 17 tỷ nhân dân tệ. Năm nay, thời kỳ tập trung lượng mưa lớn ở lưu vực sông Hoài Hà có thể tạm chia thành 4 thời kỳ. Từ ngày cuối tháng trước đến ngày 7 là thời kỳ mưa kéo dài nhất và lượng mưa lớn nhất trong đợt lũ sông Hoài Hà năm nay. Lượng mưa trong quá trình này chủ yếu tập trung ở phía Đông Bắc Hồ Bắc, Đông Nam Hà Nam, Bắc Trung Bộ An Huy và Bắc Trung Tâm Giang Tô và vị trí của vành đai mưa trùng với lưu vực sông Hoài Hà. Lượng mưa thường dao động từ 200-400mm, trong đó lượng mưa dọc theo sông Hoài Hà ở An Huy và phía Tây sông Hoài Hà ở Giang Tô đạt 450-550mm. Từ ngày 10 đến ngày 11, có mưa to đến rất to ở Nam Hà Nam, Đông Bắc Hồ Bắc, Bắc An Huy và Tây Bắc Giang Tô, mưa lớn cục bộ thường có lượng mưa từ 50-100mm, trong đó Nam Hà Nam và Đông Bắc Hồ Bắc, lượng mưa trong khu vực đạt 120-170mm. Trung tâm lượng mưa lớn trong quá trình này chủ yếu nằm ở thượng lưu, lưu vực sông Hoài Hà, lượng mưa ở trung và lưu tương đối ít. Từ ngày 15 đến ngày 17, tâm mưa lớn nằm ở phía Đông Bắc An Huy và phía Nam Hà Nam. Lượng mưa lớn nhất ở trung tâm là 202mm ở huyện U Huê, tỉnh An Huy và 166mm ở huyện U Gang, tỉnh Hà Nam. Lượng mưa hàng ngày ở huyện U Huê, tỉnh An Huy vào ngày 19 với lượng mưa đạt 155,8mm. Từ ngày 20 đến ngày 22, khu vực Tây Nam, lưu vực sông Hàn Thủy, lưu vực sông Giang Hoài có mưa lớn. Trong đó, Đông Bắc Hồ Bắc, Đông Nam Hà Nam, Trung và Bắc An Huy, Tây Bắc Giang Tô có mưa lớn từ 40-60mm, có nơi 80-100mm. Đây là đợt mưa lớn cuối cùng trên lưu vực sông Hoài Hà trong mùa lũ năm nay. Cho đến nay, mùa Meiyuan trên lưu vực sông Hoài Hà đã kết thúc. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa, đã có 4 trận lũ lớn ở dòng chính của sông Hoài Hà. Toàn bộ dòng chính sông Hoài Hà đã vượt mức nước cảnh báo. Mực nước cao nhất đoạn từ Wang Jiaba đến Bạng Phụ trên dòng chính sông Hoài Hà đã vượt mực nước cảnh báo từ 1,08m đến 3,52m. Mực nước đo được 24 ngày trước, từ đó đến nay đã trải qua 26 ngày vận hành mực nước siêu báo động. Kể từ khi mùa lũ năm nay bắt đầu, trạm thủy văn Huawei Yang Yaba đã trải qua 4 đỉnh lũ, mực nước đỉnh lũ cao nhất là 29,59m. Khu vực chứa lũ Menghua bắt đầu tích trữ nước lũ. Tính đến ngày hôm nay, dòng chính của sông Hoài Hà đã vượt qua mức nước cảnh báo trong 18 ngày và mực nước đã vượt mức nước cảnh báo từ 0,5m đến 1,8m. Một đợt mưa lớn mới bắt đầu vào ngày 11 đã tấn công nhiều huyện và thành phố ở Quảng Tây, gây lũ lụt ở một số khu vực bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn này. Quận Yangshu ở Quảng Tây đã phải hứng chịu một trận lũ lụt thảm khốc hiếm có trong lịch sử. Vào khoảng 13 giờ ngày 13, mực nước tại ga Yangshu trên sông Lệ Giang đạt 112,3m, cao hơn mực nước cảnh báo 3,3m, vượt quá mực nước cao nhất từng đo được trong lịch sử và phần lớn quận bị ngâm trong nước. Động đất tại Lệ Dương.
Thưa quý vị, vừa qua đã xảy ra một trận động đất mạnh 6 độ Richter xảy ra ở huyện Lệ Dương, tỉnh Giang Tô vào ngày 9. Ngày 12, một trận động đất khác ở khu vực này cũng đã xảy ra trận động đất 5,5 độ Richter. Tâm chấn của hai trận động đất chỉ cách nhau 3 km, độ sâu tiêu cự của hai trận động đất cũng tương đương nhau, có thể coi là động đất tương đồng. Mặc dù nó có cường độ trung bình, nhưng nó cũng đã gây ra những thảm họa tương đối nghiêm trọng và tác động xã hội lớn hơn. Khu vực Lệ Dương chưa từng xảy ra trận động đất mạnh nào trong lịch sử, vì vậy hai trận động đất liên tiếp trong thời gian ngắn mặc dù cường độ vừa phải nhưng đã gây ra thảm họa tương đối nghiêm trọng và các tác động lớn. Do khu vực tâm chấn thiếu vật liệu xây dựng nên thường dùng tường đất, tường kẹp, tường xô rỗng, chịu lực, cường độ không đủ, chất lượng nhà ở kém, nhiều nhà sập. Trận động đất làm 41 người chết, 500 người bị thương nặng, 2.900 người bị thương nhẹ và 12.000 con gia súc bị mất. Hơn 20.000 người và 340.000 ngôi nhà ở nông thôn bị sập và hư hỏng. 9 hồ chứa nước với dung tích hơn 1 triệu mét khối bị hư hỏng ở các mức độ khác nhau. Hàng trăm cống, cửa, cống bị hư hỏng, hàng chục cây cầu bị hư hại hoàn toàn. Trận động đất được cảm nhận ở các thành phố bao gồm Từ Châu, Thượng Hải, Vũ Hán, Nam Xương, Nam Kinh và Hợp Phì. Các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của hai trận động đất ở Lệ Dương chủ yếu là các vùng nông thôn và các khu vực xảy ra động đất nghiêm trọng là nơi tập trung đông dân cư. Trong trận động đất năm 1979, 16 trong số 41 xã của huyện bị thiệt hại nặng nề. Theo thống kê sơ bộ, trận động đất này đã làm 41 người chết trong khu vực thiên tai, 500 người bị thương nặng và 2.900 người bị thương nhẹ, hơn 12.000 gia súc bị mất, 340.000 ngôi nhà ở nông thôn bị sập và hư hại, gấp 14-15 lần so với con số bị phá hủy trong trận động đất năm 1974. 15 hồ chứa có dung tích hơn 1 triệu mét khối được xây dựng trong khu vực động đất bị hư hại và 9 trong số đó đã bị hư hại ở các mức độ khác nhau. Ngoài ra, hơn 500 cống, cửa cống bị hư hỏng, 20 cây cầu bị hỏng chung. Trận động đất ở huyện Lệ Dương đã ảnh hưởng đến một số khu vực rộng lớn, tâm chấn ở các xã Yuchen, Sangpai và Sangsing ở huyện Liyang, 20 xã và thị trấn gần tâm chấn bị hư hại ở các mức độ khác nhau, một số ngôi nhà bị sập. Vào đêm xảy ra trận động đất, các đội y tế từ quận Trấn Giang, thành phố Trấn Giang ở Sở Y tế Giang Tô, Bệnh viện Tháp Chống Nam Kinh, Quân đội Nam Kinh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Giang Tô đã ngay lập tức đến khu vực xảy ra thảm họa để cấp cứu những người bị thương, tiến hành các chuyến khám bệnh và thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh sau thiên tai. Quận Yurong, lân cận cũng cử một đội y tế tới hiện trường. Quân đội Nam Kinh cũng cử hơn 700 chỉ huy và máy bay chiến đấu đến các khu vực bị động đất để giúp người dân xây dựng những nơi trú ẩn chống động đất. Trong vài ngày qua, các bộ phận liên quan ở huyện Liang, Trấn Giang và tỉnh đã liên tục vận chuyển các đồ dùng hàng ngày như nồi và bát, các vật dụng cứu trợ thiên tai như tre mô xô, màng nhựa và dây chỉ đến khu vực bị thiên tai, giúp đỡ người dân sắp xếp cuộc sống của họ. Quý vị thân mến, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 12 cũng có hai trận động đất xảy ra ở quận này với cường độ 5,5 độ Richter và cường độ 6 đến 7 độ Richter. Trận động đất xảy ra đột ngột, khu vực bị ảnh hưởng bởi trận động đất rộng và thiệt hại nghiêm trọng. Theo báo cáo từ nhiều nơi và khảo sát thực địa, 9 xã bao gồm Sangpai, Sangsing, Xinchang, Tangqiao, Daxi, Qingfeng, Nandu và Yuchen đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Theo thống kê, đến chiều ngày 13, trên địa bàn quận có tổng cộng 8 người chết, 26 người bị thương nặng và hơn 180 người bị thương nhẹ. Có hơn 6.200 ngôi nhà bị sập hoàn toàn và hơn 17.900 ngôi nhà có nguy cơ bị sập do bị nứt một phần. Đồ đạc, gia súc và các tài sản khác của các thành viên trong xã cũng bị thiệt hại tương đối lớn. Vết nứt trên đỉnh hồ Daxi dài 32m và rộng 10cm. Một trận động đất mạnh 5,4 độ Richter đã xảy ra ở khu vực biển của huyện Đài Đông, Đài Loan vào sáng ngày 10 và nhiều nơi dọc theo bờ biển Phúc Kiến đã cảm nhận được trận động đất. Theo đo đạc chính thức của mạng lưới động đất Trung Quốc vào lúc 11 giờ 24 phút ngày 10, một trận động đất mạnh 5,4 độ Richter đã xảy ra trên vùng biển huyện Đài Đông, Đài Loan, vị trí 23,29 độ vĩ bắc, 121,6 độ kinh đông với tâm chấn độ sâu 40 km. Cục khí tượng Đài Loan cũng đưa ra một báo cáo về trận động đất vào sáng nay, cho biết một trận động đất mạnh 6,1 độ Richter ở eo biển Đài Loan vào lúc 7 giờ 57 phút sáng, với độ sâu tiêu cự là 20,5 km nằm ở vùng biển cách huyện Bành Hồ 101,9 km về phía tây. Sau đó xảy ra trận động đất 4,7 độ Richter khiến dư luận lo ngại. Sau trận động đất, người dân ở nhiều nơi cho biết cảm thấy bị chấn động mạnh và đèn chùm trong nhà của một số người dân liên tục rung chuyển. Nhiều người ở Phúc Kiến và Triều Sơn cho biết trận động đất rất mạnh,
Trận động đất được cảm nhận rất mạnh ở Triều Châu, một số người dân cho biết. Nước trong phòng tắm đang rung chuyển. Đoạn video do anh Su, một người dân quay lại cho thấy chiếc đèn chùm trên trần nhà rung lắc dữ dội. Anh Ly, một người dân đang lái xe trên đường thì đột nhiên cảm thấy xe bị rung lắc. Tôi nghĩ là do động cơ có vấn đề. Anh xuống đất trong trang phục quần đùi để tránh nguy hiểm. Tại sao trận động đất Huelen ở Đài Loan cảm thấy rất mạnh mẽ ở Nam Kinh? Lúc 13 giờ 01 phút hôm nay, một trận động đất mạnh 6,7 độ Richter đã xảy ra tại vùng biển huyện Hoa Liên, Đài Loan, tâm chấn chỉ cách bờ biển 1 km, độ sâu tiêu cự 24 km. Một cư dân mạng Đài Loan đã tận mắt chụp được hình ảnh hiện trường trong tòa nhà ở tầng 21. Có thể thấy những bức tranh, đèn chùm và các đồ trang trí khác trong nhà bị rung lắc dữ dội. Trong năm qua, đã có 52 trận động đất từ 4 độ Richter trở lên ở Đài Loan, bao gồm 41 trận động đất từ 4,0 đến 4,9 độ, 8 trận từ 5,0 đến 5,9 độ và 3 trận từ 6,0 độ trở lên. Theo Thông tấn xã Trung ương của Trung Quốc, sau trận động đất, tàu điện ngầm Đài Bắc đã bị đình chỉ, nhà ga địa phương của Hoa Liên tuyến 8 tạm thời đóng cửa và tòa nhà Trường An Đài Bắc bị nghiêng nhẹ. Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!